Xin chào toàn thể các anh chị. Thì em sẽ trình bày bài vi sinh lớp não hay trong châu Âu thì hay gọi là micro bleeding, hay là ở Mỹ thì có thể gọi là micro hemorrhage, thì nó vẫn là một. Thì trước tiên thì em xin vào bài đến tình huống lâm sàng. Tình huống lâm sàng là tình huống thực tế ở trung đột quỵ thôi. Thì với bệnh nhân đột quỵ có bệnh nhân ngồi xuống. Với nữ 66 tuổi. Yến nữ 66 tuổi, ngủ dậy lúc 6 giờ sáng và phát hiện yếu nửa người trái, tiền sử có tăng huyết áp, mà vào viện tuyến dưới lúc 8 giờ 20 phút, tức là vào viện là giờ thứ 2,2 được nghi huyết áp, mà khám thì yếu 1 phần 2 người trái, 4 phần 5 và tê nửa người. Lúc vào viện tuyến dưới khám ít 5 điểm, và các bạn đã cho ngoài ra các vấn đề khác thì không thể bất thường gì cả. Thì các bạn đã cho chụp cổng hồng từ và chẩn đoán năng sơ bộ là một cái đột quỵ não huyết áp giờ thứ 3. Đây là cái phim cổng hồng từ của bệnh nhân. Thế thì nhìn nhảy nhỉ. Cổng từ thì đây là cái hình ảnh tổng quát là cổng từ, nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại những cái phim nhỏ ở dưới thì ta thấy có cái tổn thương rất nhỏ vùng thùy đỉnh chẩm bên phải, tương xứng vùng tổn thương yếu ở bên trái. Nhưng mà ngược lại thì khi mà zoom to lên thì hình ảnh từng cái lát cắt của não lên thì thấy có rất nhiều cái ổ vi xuyết mà chống âm trên T2 sao, rất nhiều ổ chống âm nhỏ. Thì các bạn ở bên dưới đã không dám tiêu xuất huyết nữa chỉ việc hợp này, và ngược lại cái tổn thương nó cũng não nhỏ đấy, nên là chỉ quyết định là chuyển bệnh mai. Và thì quyết định chuyển lên bệnh mai giờ lên nơi giờ thứ 6, và triệu chứng là yếu nửa giờ trái mà ít chỉ còn 2 điểm. Thì câu hỏi đặt ra trong tình huống này là gì? Nếu mà bệnh nhân mà vào một cơ sở tuyến đầu tiên ấy, thì mình có tiêu huyết cho bệnh nhân này hay không, và thứ hai là khi mà chuyển lên ECMO rồi với trường hợp mình tiếp đón bệnh nhân như thế này thì mình sẽ dự phòng bằng thai với bệnh nhân này như thế nào. Cái đấy là tình huống lâm sàng cụ thể và cũng chính là cái nội dung chính cái bài ngày hôm nay để giải quyết câu trả lời đấy. Thì nội dung ngày hôm nay thì gồm một số vấn đề như là một bị nhảy này. Một là vi sinh não là gì, hai là chẩn đoán cái vi sinh hay là micro trong lâm sàng, thứ hai là xử trí bệnh nhân đột quỵ não trong giờ vàng mà có microbleeding, và cuối cùng là cái dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân có microbleeding như thế nào. Thì microbleeding thì đúng đúng cái tên gọi của nó là những cái tổn thương vi chảy máu não nhỏ trong nhu mô, và bản chất đấy chính là cái ổ chảy máu não nhỏ dì máu ra mà thoái hóa đi, đấy là cái tổn thương nhỏ trên 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 MRI kia. Cái máu chảy ra rỉ ra khỏi lòng mạch vào trong phần nhu mô thì bị các tế bào bạch cầu dọn dẹp thoái hóa thành bilirubin và sắt, và sắt thì thoái hóa thành hemosiderin, và đấy chính là cái tổn thương mà trên MRI chống âm trên T2 sao nó chính là hemosiderin. Và theo lâu thì cái tổn thương này thì thường là kích thước nhỏ khoảng 2 đến 10 mm và phổ biến thì nằm trong kích cỡ khoảng 2 đến 5 mm và chống âm trên T2 sao hoặc là SVFE. Và bản thân cái tổn thương microbleeding thì không phải là bệnh, mà nó chỉ là cái biểu hiện, cái tình trạng hay là cái dấu hiệu của cái bệnh nền thôi. Và những cái bệnh lý nào thì thường dẫn đến hay liên quan đến microbleeding thì người ta thấy là có một số bệnh mà thường là căn nguyên chính thường gặp liên quan đến microbleeding, liên quan đến tuổi già, bệnh lý tăng huyết áp hay là bệnh nhiễm amyloid mạch máu, các bệnh lý dùng thuốc chống đông mạn tính, chống đông kéo dài, một số bệnh lý ít gặp hơn như là chấn thương hay là myomia. Thì trong đó thì hai cái bệnh lý mà phổ biến nhất mà nghe nói đến microbleeding việc đề cập đến nó chính là tăng huyết áp và bệnh mạch máu như amyloid. Thì đây là hai cái nhóm bệnh mà quan trọng nhất và thường gặp nhất trong microbleeding. Và sinh lý bệnh cũng như là cơ chế bệnh sinh thì họ cũng đề cập chính hai câu chuyện tăng huyết áp và amyloid. Thì đây là cái cơ chế bệnh sinh của microbleeding liên quan đến tăng huyết áp và mạch máu nhiễm amyloid. Thì trong cái bệnh mạch máu nhiễm amyloid ấy, thì nó sẽ làm ngấm cái protein amyloid vào trong cái thành mạch máu và làm tổn thương cái tế bào cơ trơn, tăng cái gốc oxy hóa tự do và tổn thương và tăng tiết cái protein hoại tử, gây tổn thương cái tế bào nội mô mạch máu
và diễn cái vi nhồi máu não mà do thì tế bào hồng cầu ra ngoài. Còn trong cái bệnh cảnh của tăng huyết áp thì có và không có các đáp ứng viêm kèm theo tổn thương như tổn thương tăng rào mạch máu não gây ra cái leaking của hồng cầu ra ngoài nhu mô. Về cơ chế bệnh sinh thì chúng ta biết là cái bệnh cảnh tăng huyết áp thì thường thường sẽ liên quan đến cái vùng mạch máu não. Cái huyết áp càng cao thì cái vùng mạch máu não nó tổn thương càng nhiều, thì cái động mạch đi lên thì theo đúng xuôi hướng dòng chảy như dòng sông á, thì cái động mạch đi lên từ động mạch cảnh đi lên thì động mạch não giữa lúc nào chịu áp lực lớn nhất, cũng như là động mạch não trước nó sau thì lưu lượng nó thấp hơn. Nên bệnh cảnh tăng huyết áp thì mình thấy thường là sẽ tổn thương nhánh xiên của động mạch não giữa, thường là tổn thương nhánh xiên động mạch não giữa hoặc là nhánh xiên của những động mạch não lớn thì cái áp lực trong cái vi mạch đấy nó cũng sẽ lớn hơn, và cái bệnh cảnh tổn thương vi mạch máu trong tăng huyết áp thì cũng thường tổn thương cái mạch não đấy. Và đấy là thường là ta thấy được những cái tổn thương mạch máu xiên, mạch xiên là những cái hạch nền hoặc là chất trắng. Còn ngược lại cái bệnh cảnh của nhiễm amyloid mạch máu thì thường sẽ thấy tổn thương ở cái vùng não vi rìa hay vùng chất trắng, chất xám ở ngoài, hoặc là ranh giới chất xám chất trắng ở ngoài rìa của vỏ não. Về chẩn đoán của microblading thì vì tổn thương nó rất là nhỏ, thường khoảng 2-5 mm thôi, do vậy trên CT thì sẽ không thể khó để thấy những tổn thương đấy. Thứ hai là những tổn thương mạng tính, do vậy cái tăng tỉ trọng trên CT gần như là không khó mà thấy được. Nên là microblading thì chẩn đoán dựa theo MRI sọ não với độ đặc hiệu rất cao trên xung T2 sao, và CT sọ não thì chỉ đặt ra trong trường hợp mà chẩn đoán loại trừ thôi, hoặc là phân biệt những tổn thương vôi hóa hay là lắng đọng sắt sắt hay là vôi hóa trong các hạch nền, hoặc là đám rối mạch mạc hoặc là tuyến tùng thôi. Còn CT thì không dùng để chẩn đoán trong microblading. Và tiêu chuẩn chẩn đoán microblading trên MRI ấy, thì cũng có cái tiêu chuẩn của Greenberg đáp ứng một số tiêu chuẩn như là có những cái điểm chống âm trên T2 sao trong trên phim tổn từ, tổn thương dạng bóng nhẫn hoặc là hình tròn oval á, có cái tín hiệu có cái hiệu ứng blooming trên T2 sao hay là cái tín hiệu nở hoa trên T2 sao, tức là cái vùng mà tổn thương mình quyết định thì nó chứa rất nhiều sắt và nó có thể có hiệu ứng mà nhiễu ảnh do cái lượng sắt trong đấy nhiều nhiễm từ ca thì có thể cái hiệu ứng blooming. Nhu mô não thì bao quanh tròn quanh cái tổn thương và chảy máu não đó, thì cái tiêu chuẩn là để loại trừ một số cái tổn thương suyết chuyển dạng trong nhiều máu não hay là suyết não nhăn nhở thì nó sẽ không đạt tiêu chuẩn nhu mô não bao kín được cái vùng tổn thương đó. Và ngoài ra mình sẽ loại trừ các tổn thương khác mà giống mình quyết định như là cái tổn thương các cái biểu hiện của xương hay là động mạch cái tĩnh mạch đi lên, thì phân biệt với hình ảnh động mạch và tĩnh mạch ấy, thì họ thường dựa cái hình ảnh lát cắt liên tục trên nhiều lát cắt. Ngoài ra thì có thể phối hợp thêm cả cái tiền sử bệnh trước kia hoặc là chấn thương. Thì quay trở lại cái phim cổ từ của bệnh nhân kia thì mình thấy có rất nhiều cái tổn thương microblading mà tập trung chủ yếu là cái vùng nhân xám, vùng chất trắng, vùng nhân xám và chất trắng. Thì cái bệnh cảnh này thì thường mình sẽ thấy liên quan đến bệnh cảnh tăng huyết áp, và những cái vùng mà microblading bên gì ở này thì cũng có thể nghi ngờ đến những cái đi, nhưng mà nó liên tục trên nhiều lát á, lát những kiểu cái này có thì sẽ nghĩ nhiều đến mạch máu và nằm sát cái vùng rìa của màng não thì sẽ nghĩ nhiều mạch máu não nhiều hơn. Vì dịch tễ thì microblading thì chiếm khoảng 11-15% ở cộng đồng ở độ tuổi trung niên, ở độ tuổi 40 tuổi thì chiếm khoảng 6%, mà độ tuổi 80 tuổi thì chiếm đến tận 38%. Và trong bệnh lý Alzheimer thì tỷ lệ thường chiếm tỷ lệ cao khoảng 18-32% tùy từng nghiên cứu.
và việc chẩn đoán mi của Wittling trong thực hành lâm sàng sẽ giúp ích cho xử trí bệnh nhân đột quỵ não trong giờ vàng hoặc là dự phòng huyết khối như lời đề của giáo sư đã nói. Thì em xin phép là cái phần này sẽ nói trực tiếp trọng tâm vào từng câu hỏi. Với bệnh nhân mà đột quỵ não mà trong giờ vàng thì đứng trước lúc nào mình đứng trước các hai câu hỏi là bệnh nhân đấy có cần loại trừ microbleeding hay không trước khi tiểu suất hay không, thứ hai là đối với bệnh nhân có microbleeding thì có tiểu suất hay không mà tiểu suất với liều nào. Với bệnh nhân mà trong giờ vàng á, với bệnh nhân mà trong giờ vàng mà có đục viên não thì cái chống nghị định của tiểu suất thì ngày xưa của em học có rất nhiều chống nghị định, nhưng mà để mà dễ nhớ thì có một chỉ định liên quan đến chảy máu não, chảy máu. Tức là cứ có chảy máu thì không chống chỉ định tuyệt đối, cũng chống chỉ định tương đối. Tức là cứ có chảy máu là phải lạ găm ở trong đầu là bệnh nhân đấy là có chống chỉ định không tuyệt đối và tương đối của tiểu suất rồi. Nên là trong guideline của AHA và châu Âu thì lúc nào nó có chống chỉ định với bệnh nhân chảy máu não. Tức là microbleeding thì cũng là cái thể chảy máu não nhỏ thì nó có chống chỉ định hay không? Thì về mặt sinh lý bệnh mà nói thì tổn thương microbleeding với suất não thì có những điểm tương đồng nhưng mà có những điểm khác nhau. Điểm tương đồng ấy là gì? Cũng là những cái tổn thương có thể mạch máu nhỏ, vi mạch máu hoặc là những cái tiểu động mạch. Nhưng mà trong microbleeding thì tổn thương nội mô, tổn thương cơ xương kéo dài và có những leaking nhỏ dẫn đến hồng cầu thoát khỏi mạch máu và ngay những tổn thương rất nhỏ đấy là bị tiểu cầu bịt ngay lại và phía ngoài thì đã bị các mạch cầu ăn mạch hồng cầu và bít lại luôn cái tổn thương này rồi. Cái tổn thương này thường là tổn thương rất nhỏ. Và ngược lại với cái tổn thương suất não thì là cái tổn thương mạch tương đối lớn gây ra rách mạch máu, vỡ mạch máu và cái lượng hồng cầu trào ra ồ ạt dẫn đến cái khối tổn thương tương đối lớn. Và chính vì cái tổn thương mạch máu trong microbleeding là tương đối nhỏ và nó đã bít lại rồi. Còn trong suất não thì tổn thương tương đối lớn. Do vậy cái lợi ích và nguy cơ giữa hai cái nhóm bệnh là gì? Suất não trước kia và microbleeding thì tiêu suất trong microbleeding có an toàn hay không? Có an toàn trong suất não hay không? Trong khi suất não thì ta chống quy định rồi. Để chống quy định có thể là mong cái tổn thương nút hồng cầu ra là cái chảy máu não lại cho bệnh nhân thì nguy cơ chảy máu nó quá cao. Nhưng mà microbleeding thì sao? Cái tổn thương rất là nhỏ mà nó đã được mít lại rồi thì nó có an toàn trong tiêu suất hay không? Thì em xin trích dẫn hai nghiên cứu ở đây. Một nghiên cứu năm 2017 cũng được AHA đưa vào trong guideline thì cỡ mẫu gồm 1973 bệnh nhân ở 8 trung tâm khác nhau và một nghiên cứu thứ hai là một nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng giữa hai nhóm bệnh nhân có microbleeding mà có tiểu suất và không tiểu suất. Thì bắt đầu với guideline của 2017 một phân tích gồm 8 trung tâm so sánh giữa cái outcome của bệnh nhân có bệnh nhân tiểu suất có microbleeding thì có an toàn hay không? Thì nhận thấy là gì? Thì nghiên cứu này gồm có 8 nghiên cứu nhỏ gộp lại với nhau, phân tích gộp. Thì ta thấy là chủ yếu liên quan đến tăng huyết áp, dung nhĩ và đái đường. Và trong đó thì cái bệnh cảnh microbleeding trong số bệnh nhân nghiên cứu này một lần thì ta thấy là cái nhóm bệnh nhân có microbleeding trên bệnh nhân này thì chiếm khoảng 26%. Sẽ nói lại nghiên cứu một chút nhé. Với cái nghiên cứu đầu tiên của AHA công bố năm 2017 đưa vào guideline thì tất cả các bệnh nhân trong 8 nghiên cứu này đều đã được chụp cổng từ loại trừ trước khi mà tiêu suất huyết và sau đó họ sẽ theo dõi bệnh nhân outcome cũng như là cái chức năng thần kinh sau đó và từ đó mới phân tích dưới nhóm và trong đó thì có những nhóm mà bệnh nhân có microbleeding tức là bệnh nhân vào viện đã được chụp cổng từ trước khi tiêu suất huyết và chính vì đó thì họ mới có cái dữ liệu để phân tích xem bệnh nhân này có microbleeding thì tiêu suất có lợi ích hay không. Tại vì bình thường thì trong guideline là gì, bệnh nhân vào sẽ chụp CT sau đó thì mình sẽ tiêu suất luôn, chỉ ít khi mà có những bệnh nhân mà mình chụp cổng từ trước khi tiêu suất
Thì đây là gộp lại của 8 nghiên cứu mà bệnh nhân trong 8 nghiên cứu đều được chụp cộng từ trước khi tiểu xuyết. Thì nhận thấy rằng cái bệnh nền ấy, thì trong 8 nghiên cứu này đều chỉ ra là phần lớn liên quan đến bệnh lý tăng huyết áp, đái đường và có cả bệnh nhân có dung nhĩ. Thì trong nghiên cứu này thì có 541 bệnh nhân có mì cứu wedding chiếm 26%. Và trong đó thì phần lớn các bệnh nhân có một mì cứu wedding, tức là single ấy, chỉ có một mì cứu wedding thôi, chiếm đến hơn một nửa bệnh nhân là có một mì cứu wedding. Còn lại thì một nửa còn lại thì có từ 2 mì cứu wedding trở lên. Trong đó thì bệnh nhân có trên 10 mì cứu wedding thì chính khoảng tầm 2%. 2% nhóm bệnh nhân đó. Thì phân tích dưới nhóm ấy thì ta nhận ta so sánh là cái tỷ lệ mà suyết chuyển dạng cũng như là tại cái vị trí tổn thương cũng như là suyết chuyển dạng không liên quan vị trí tổn thương hay là suyết chuyển dạng mà có triệu chứng thâm hụt về thần kinh ấy, thì thấy là cái nhóm mà có từ 10 mi cứu đinh trở lên thì cái triệu chứng suyết chuyển dạng cũng như suyết chuyển dạng tại cái nơi khác tương đối là cao. Các bệnh nhân trong nhóm đầu tiên, trong nhóm đầu tiên mà bệnh nhân tức là suy chuyển dạng có triệu chứng có mù thần kinh ấy, thì thấy rằng là cái bệnh nhân mà có 10 mi cứu đinh trở lên thì triệu chứng mù thần kinh rất rõ. Trong đó thì nhóm thứ hai đến 10 mi cứu đinh thì triệu chứng mù thần kinh rất rõ, nhưng mà suy chuyển dạng có triệu chứng tương đối lớn ấy. Mà các nhóm mà suy chuyển dạng tại vị trí tổn thương thì thấy rằng là các tổn thương mà nếu bệnh nhân mà nhóm trên 5 mi cứu đinh trở lên thì có những cái không có suy chuyển dạng tại vị trí tổn thương và có giá trị của những thống kê với cây bằng 0.013 nhóm thứ năm. Và cái nhóm bệnh nhân suy chuyển dạng mà không liên quan đến tổn thương thì thấy là chỉ trên hai có trên 2 mi cứu đinh thôi thì đã có những cái tổn thương mà có giá trị của những cái thống kê, và đặc biệt là nhóm mà trên 10 mi cứu đinh thì có sự tương quan và nguy cơ tương đối cao với p bằng 0.001. Thì nó nhận và tiếp tục đến phân tích cái kết cục đầu ra của các bệnh nhân, thì ta nhận thấy rằng những bệnh nhân mà có trên 10 mi cứu wedding ấy và mình tiêu suy huyết thì cái outcome tồi của bệnh nhân tức là modified clean trên 2 điểm ấy, thì với nguy cơ tối cao với trị số p nhận thấy là trên 10 mi cứu wedding ấy thì cái nguy cơ mà outcome tồi với MOVA trên 2 điểm có giá trị thống kê, và cái tỷ lệ tử vong sau 3-6 tháng là có giá trị thống kê. Và cái kết luận của nghiên cứu này là với bệnh nhân mà vừa có trên 10 mi cứu wedding và mình tiêu suy huyết thì cái khả năng là nguy cơ tử vong cũng như là outcome xấu của bệnh nhân là có giá trị thống kê. Và tiếp tục đến mục thứ 2, không dừng lại nghiên cứu nhất là chỉ nghiên cứu mô tả lại các tổn thương đấy, thì nghiên cứu thứ 2 ra đời cũng đăng trên tạp chí Stroke năm 2020. Nghiên cứu được diễn ra ở Đức với cũng nhiều trung tâm tham gia vào nghiên cứu này, và người ta phân nghiên cứu thành 2 bước. Bước đầu tiên thì tập trung vào đưa tất cả các bệnh nhân có mì cứu wedding tiếp diễn đưa vào trong nghiên cứu, và sẽ chia thành 2 nhóm bệnh nhân có tiểu suy huyết và không tiểu suy huyết. Thì trong cái bệnh nhân có tiểu suy huyết sẽ chia là 2 nhóm là bệnh nhân có dưới 10 mi cứu wedding và nhóm bệnh nhân có trên 10 mi cứu wedding. Sau đó thì so sánh dưới 2 nhóm là cái bệnh nhân nào có suyết chuyển dạng trong nhóm dưới 10 mi cứu wedding và so sánh outcome với cái nhóm bệnh nhân có suyết chuyển dạng trên 10 mi cứu wedding. 2 nhóm so sánh với nhau và tương tự giống như thế với cái nhóm không suyết chuyển dạng dưới 10 mi cứu wedding và trên 10 mi cứu wedding, và tương tự làm giống như vậy pha 2 với cái nhóm mà không tiểu suy huyết dưới 10 mi cứu wedding và trên 10 mi cứu wedding. Thì nó nhận thấy là kết cục outcome của cả hai nhóm trên dưới 10 mi cứu wedding có tiểu suy huyết thì lúc nào nó sẽ cao hơn so với cả nhóm không tiểu suy huyết ở tất cả các nhóm độ tuổi. Và ngược lại và thêm nữa thì người ta cũng nhận thấy rằng là cái thời gian mà trì hoãn điều trị ấy, càng dài thì cái kết cục xấu bệnh nhân, cái nguy cơ kết cục xấu bệnh nhân lại càng tăng, có tương quan tương quan mạnh liên quan đến cái cục bệnh nhân modified clean tốt này liên quan đến tỷ tử vong cũng như là
lợi ích và nguy cơ, thì nó nhận thấy rằng là cái tôi sẽ biết là bệnh nhân có thì kết luận của nghiên cứu này họ chỉ ra rằng là gì, mà tiêu sinh huyết ở bệnh nhân là có trên 10 mg đinh là một, thứ hai là các nguy cơ xuất hiện giảm cao sẽ làm mang lại cái cục outcome tồi cho bệnh nhân, ví dụ như là độ tuổi cao và trì hoãn điều trị kéo dài thì mang lại kết cục rất là tồi cho bệnh nhân. Từ hai nghiên cứu trên thì ta có thể kết luận được là với bệnh nhân mà có trên 10 mg huyết đinh thì tiêu sinh huyết thì mang lại cái lợi ích xấu cho bệnh nhân, nhưng mà với những bệnh nhân mà trong nhóm bệnh nhân mà dưới 10 mg huyết đinh thì tiêu sinh huyết sẽ mang lại cái giá trị lâm sàng tốt hơn cho những bệnh nhân dưới mg huyết đinh mà có tiêu sinh huyết. Và ngược lại thì trục cổng ung thư mà làm trì hoãn thời gian điều trị cho bệnh nhân thì là mang lại lợi ích mà outcome tồi cho bệnh nhân hơn. Thì thực tế chúng ta thấy là gì ạ, bệnh nhân vào thì tất cả guideline đều nói là gì, với bệnh nhân mà onset đúng rõ thì mình sẽ chụp CT, tại vì chụp cổng ung thư sẽ làm trì hoãn thời gian điều trị của bệnh nhân, trì hoãn thời gian về chẩn đoán cũng như là điều trị cho bệnh nhân. Do vậy thì cái chụp cổng ung thư thì mình sẽ không đưa vào thường quy. Zoom ấy. Nó hơi run. Mệt quá, mà cái vaccine là cũng mệt. Nó cứ tự nhảy ấy nhỉ? Em tự ấy, em tự nhảy đấy. Tự nhảy luôn. Nếu không có vấn đề mới được, tôi vẫn nói được nhưng mà tự động nhảy. Anh bị lệch cảm không? Không. Cấm này để camera chỉ ở dưới. Không tự động luôn. Đấy tự động luôn. Không phải sao luôn. Nó mất đi rồi. Thôi được, chỉ tay. Được, anh đi đóng tự này, đóng tự này thế nhỉ? Tôi kệ cắm nó lấy vào rồi. Anh
Xin lỗi anh chị các thầy cô thì nói là cái nghiên cứu năm 2020 báo cáo trên ASA, một nghiên cứu đa trung tâm, cái chuyện mà mình nghiên cứu đầu tiên năm 2017 đưa ra chủ yếu là nghiên cứu về về nghiên phân tích mô tả, phân tích mô tả trên 8 trung tâm, thì ra việc ra đời với một nghiên cứu mà đối xứng hai nhóm với nhau là gần bắt buộc để so sánh như là bệnh nhân trên 10 microbeading với nhóm dưới 10 microbeading từ Swiss thì có mang lợi ích cho nhau hay không. Nên do vậy cái chuyện mà ra đời một nghiên cứu thứ hai là gần bắt buộc để so sánh hai nhóm lên với nhau, vì cái lượng mà bệnh nhân chẩn đoán được microbeading trước khi từ Swiss là nó tương đối nhỏ, tại vì chụp cổng từ trước khi từ Swiss bệnh nhân là không thực không được quy. Thì thường quy thì mình sẽ chụp CT trước khi mà chụp mà tiêu sinh huyết. Do vậy chụp cổng từ mình chỉ áp dụng cho một số nhóm bệnh nhân tương đối nhỏ thôi. Nên là cái nghiên cứu thứ hai này ra đời cũng là một trong số những nghiên cứu hiếm hoi về microbeading. Thì so sánh hai nhóm dưới 10 và trên 10 microbeading với nhau và đã chụp cổng từ trước khi mà tiêu sinh huyết hoặc là không tiêu sinh huyết để so sánh nhau cam lâu dài. Thì nghiên cứu này gồm 13 bước. Thì bước đầu tiên là tất cả các bệnh nhân mà có microbeading sẽ được đưa vào nghiên cứu và theo dõi sau vòng 3 tháng để tính ra điểm NIT, monofilamine cũng như là tuổi và outcome của bệnh nhân sau khi ra khỏi nghiên cứu. Thì bệnh nhân mà có microbeading đưa vào nghiên cứu thì sẽ chia là hai nhóm là bệnh nhân có tiêu sinh huyết và nhóm không tiêu sinh huyết. Trong đó cái nhóm tiêu sinh huyết thì mình sẽ chia làm hai nhóm là bệnh nhân có dưới 10 microbeading và trên 10 microbeading. Và trong mỗi hai nhóm đó thì chúng ta sẽ tính monofilamine nền lúc ra viện cũng như là 3 tháng. Cũng như là bệnh nhân này có suy chuyển dạng hay không thì so sánh dưới hai nhóm này với nhau. Tức là so sánh monofilamine của bệnh nhân có dưới 10 microbeading mà suy chuyển dạng sau tiêu sinh huyết với nhóm mà tiêu sinh huyết và trên 10 microbeading có tiêu sinh huyết và suy chuyển dạng với nhau. So sánh từng dưới hai nhóm dưới nhỏ với nhau. Và một nghiên cứu pha 2 cũng tương tự giống như thế với bệnh nhân không tiêu sinh huyết. Thì người ta thận thấy rằng là cái kết cục mà outcome ở cái bệnh nhân mà trên dưới 10 microbeading thì vẫn mang lại lợi ích, và cái lợi ích của mang lại với bệnh nhân mà dưới 10 microbeading thì là tốt hơn rất nhiều so với cả nhóm mà trên 10 microbeading. Đồng thời người ta cũng nhận thấy là gì, cái thời gian mà điều trị càng trì hoãn á, thì càng mang lại lợi ích xấu cho bệnh nhân. Cái chuyện này thì có lẽ là ai trong anh chị cũng đã đều đã biết gì tiêu sinh huyết, đột quỵ não, thời gian là vàng. Do vậy thời gian càng có dài thì cái outcome bệnh nhân càng tồi, cũng như chức năng thần kinh càng kém. Nên do vậy càng có bằng chứng ủng hộ nữa gì, đối bệnh nhân mà vào viện thì cái cụm từ chỉ chụp trong trường hợp là mình bần cùng thôi, còn nếu không mình sẽ chụp CT. Và cái nghiên cứu này cũng là một trong số nghiên cứu ít ỏi, tại vì nó yêu cầu chụp cụm từ trước khi mà tiêu sinh huyết cho bệnh nhân. Và đây thì cũng là gì, cái câu hỏi thứ hai của em là gì, bệnh nhân mà vào viện thì mình có chụp cộng từ để loại trừ microbeading trước khi tiêu sinh huyết hay không. Tại vì nếu mà mình chụp cộng từ sẽ làm kéo dài thời gian điều trị cho bệnh nhân, và đồng nghĩa cái chuyện kéo dài thời gian điều trị sẽ làm cho cái kết cục outcome bệnh nhân sẽ xấu hơn
so với chuyện mà không chụp cộng từ. Tại vì cộng từ chúng ta biết rồi, chụp cộng từ thì có nhanh nhất thì cũng phải mất khoảng 20-30 phút, trong khi đó chụp CT thường thì mình chỉ mất khoảng tầm 2 phút hoặc 3 phút trên cái màn chụp thôi. Thêm vào đó nữa thì trong nghiên cứu ở trên với gần 2.000 bệnh nhân thì ta thấy nhóm ở trên 10 miulin chỉ chiếm rất nhỏ thôi, chiếm tỷ lệ 2.2%. Thế do vậy nếu mà mình chụp cộng từ để làm một cái test sàng lọc trước khi mà tiêu sỉ huyết thì có lẽ là điều hơi lãng phí quá, sẽ bỏ rơi mất 98% bệnh nhân còn lại, thì có lẽ là mình sẽ không chụp cộng từ trước khi mà tiêu sỉ huyết cho bệnh nhân để loại trừ miulin. Thì trong hai nghiên cứu đấy thì rút ra một số kết luận. Một là tiêu sỉ huyết thì có lợi cho những bệnh nhân mà có số miulin dưới 10, có lợi hơn rất nhiều so với nhóm miulin trên 10. Và tiêu sỉ huyết làm tăng, có nghĩa thống kê cái tử vong với những nhóm bệnh nhân mà có trên 10 miulin. Do vậy cái guideline ngày xưa thì em nhớ không nhận là ngày xưa không có tiêu sỉ huyết trong bệnh nhân mà có miulin. Thì cái guideline mới đưa ra thì mới có tiêu sỉ huyết trên bệnh nhân có miulin. Và tiêu sỉ huyết thì mang lại tác động xấu với nhóm bệnh nhân mà trên 10 miulin và lâm sàng nặng, và cái tình trạng lâm sàng nặng, tuổi cao cũng như là bệnh lý nền xấu và thời gian trì hoãn điều trị càng kéo dài thì mang lại kết cục càng xấu cho bệnh nhân. Và chụp cộng từ thì không được khuyến cáo đề ra để chụp loại trừ miulin trước khi tiêu sỉ huyết, vì nó làm tăng thời gian điều trị cho bệnh nhân và chỉ chỉ định trong một số trường hợp đặc biệt, và cố gắng là thời gian trì hoãn điều trị để không quá 10 phút. Và tiêu sỉ huyết ở bệnh nhân mà có miulin thì ta nên tiêu sỉ huyết là 0.6 hay 0.9. Thì với những cái dữ kiện bài báo hiện tại thì có lẽ là người ta vẫn confirm nhiều với cái tiêu sỉ huyết là 0.9 hơn, để được mức độ khuyến cáo là bằng ý kiến chuyên gia thôi. Này nữa được đăng trên tạp chí của NEJM năm 2016. Còn các bằng chứng rõ ràng hơn về liều 0.6 hay 0.9 trong bệnh nhân miulin thì có lẽ là vẫn chưa có đủ bằng chứng để khuyến cáo điều nào tốt hơn. Còn đây chỉ là có những ý kiến chuyên gia, có lẽ là nó giảm cái nguy cơ suy huyết não cho bệnh nhân, và nhất là những bệnh nhân mà có tuổi cao trên 85 hoặc là có nhiều miulin từ 2 miulin trở lên thì có lẽ là ta nên chọn liều 0.6 thì ưu tiên hơn so với liều 0.9 để giảm nguy cơ suy huyết. Và can thiệp mạch não thì có làm tăng nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân, mà tuy nhiên thì cũng không có chống chỉ định, và lưu ý là kiểm soát huyết áp cũng như đường máu, vì can thiệp mạch não thì mình sẽ can thiệp những mạch lớn, và miulin thì thường tổn thương những mạch nhỏ, và sau khi can thiệp tái tê máu thì nó sẽ có tổn thương, sẽ có cái hiệu ứng tái tê máu tại vùng tổn thương và tăng nguy cơ chảy máu. Nhưng do dù vậy thì cái lợi ích mang lại được tái thông mạch lớn nó vẫn giá trị hơn rất nhiều so với cả không làm gì. Và cái khuyến cáo của ASA cũng như là châu Âu mới đây đưa ra thì cũng đã đưa vào trong guideline là với những bệnh nhân mà có miulin từ 1 đến 10 được xác nhận trên MRI thì vẫn khuyến cáo là sử dụng thuốc tiêu sỉ huyết, và với những bệnh nhân mà có bằng chứng là tổn thương trên 10 miulin thì mình rất cân nhắc lợi ích của nguy cơ khi mà tiêu sỉ huyết, vì có là nguy cơ chảy máu tăng lên. Và châu Âu thì cũng đưa ra khuyến cáo tương tự với những bệnh nhân mà dưới 4.5 tiếng mà có những miulin dưới 10 hoặc là chưa hề xác nhận của mình cũng quyết định trước kia thì vẫn khuyến cáo là sẽ dùng thuốc tiêu sỉ huyết. Và những bệnh nhân mà với onset dưới 4.5 giờ với có trên 10 miulin xác nhận trước kia trước đây, hoặc là vào viện mà chụp lên mà phát hiện trên 10 miulin thì khuyến cáo là không tiêu sỉ huyết. Và chụp cộng từ thì được ANA nói rất rõ là gì, không được không chỉ định chụp cộng từ để loại trừ miulin khi mà vào viện, tức là mình không dùng MRI để loại trừ, mặc dù cái tỷ lệ của nó tương đối cao, tỷ lệ cứ khoảng 10-15%, thậm chí những người già trên 80 tuổi có thể lên đến tận 30%, nhưng mà không khuyến cáo chụp cộng từ để loại trừ miulin, tại vì nó làm càng trì hoãn thời gian điều trị cho bệnh nhân và là càng tiếp tục áp căng tuổi hơn. Và đánh giá số lượng miulin thì em để lùi phía sau phần tiêu sỉ huyết, tại vì mình nhận thấy là gì ạ, cái phần chẩn đoán phía trên em đưa cái phần đánh giá số lượng này có lẽ là anh em sẽ không ăn vào đầu được, em sẽ xin phép để xuống phía dưới này, tại vì cái đánh giá số lượng sẽ liên quan trực tiếp đến chuyện điều trị trong bệnh nhân giờ vàng cũng như là điều trị trong bệnh nhân dự phòng, và xin phép để phần đánh giá số lượng miulin tại vị trí này. Đây là nếu bệnh nhân mà vào viện mà được chụp cộng từ
để quyết định điều trị tiểu suy huyết. Một là bệnh nhân mà chưa có tiền sử trước miguline trước kia thì rõ ràng mình sẽ không chụp cổng từ rồi. Nhưng mà ngược lại, nếu bệnh nhân tiền sử có miguline thì mình hết sức cân nhắc mà chụp cổng từ lại, dựa theo cái thời gian xác định trước kia cũng như yếu tố nguy cơ sự tiến triển của bệnh thì mình hết sức cân nhắc, tại vì chụp cổng từ lại nó sẽ làm tăng cái nguy cơ, tăng cái nguy cơ mà diễn biến xấu cho bệnh nhân vì làm trì hoãn thời gian điều trị. Và đánh giá số lượng miguline có lẽ là mình có giá trị nhiều hơn trong câu chuyện dự phòng. Tức là chụp sau 24 giờ sau tiền sử huyết cũng như can thiệp thì có lẽ là mình sẽ ưu tiên chuyện đánh giá xong dự phòng nhiều hơn. Thì đánh giá trong miguline thì tôi nhận thấy là gì, cái mức năng lượng của cổng từ nó càng cao thì cái phân biệt phát hiện được miguline nó càng rõ hơn. Còn tiêu chuẩn, tất cả các tiêu chuẩn như Gala hiện tại đưa ra thì vẫn là dựa theo cái cổng từ mức năng lượng khoảng 1,5 đến 3 Tesla. Còn những cái cụm từ có thể mức năng lượng cao hơn nữa, có thể là 7 Tesla chẳng hạn, thì có thể cái miguline là còn cao hơn rất nhiều, có thể cao hơn gấp 2, gấp 3 lần so với lượng miguline mình đã phát hiện ra. Nên tạm thời cái line hiện tại mình thống nhất đưa ra dựa theo cái phát hiện trên cụm từ mức năng lượng 1,5 đến 3 Tesla. Thì mình đánh giá miguline thì cũng giống như mình đọc phim cụm từ thôi, mình sẽ đánh giá và đếm số lượng theo từng cái vị trí phân khu của não, như là vùng thân não, vùng hạch nền, vùng tiểu não, tức vùng thể vàng, chất trắng sâu quanh não, các nang, thủy trán, thủy tiểu não cũng như là thủy trầm, thủy đỉnh. Mình đánh giá trên từng cái vùng miền não một, trên từng lá cắt một để đánh giá đến số lượng miguline. Và thường miguline thì nó mang kích thước rất là nhỏ, khoảng 2-5mm thôi. Do vậy mỗi miguline thì thường sẽ xuất hiện trên một lá cắt. Và nếu mà miguline mà xuất hiện trên hai lá cắt thì có lẽ mình nên xem lại xem là đấy có phải là mạch máu hay không. Thì thường thường sẽ xuất hiện trên một lá cắt và sẽ đánh giá từ dưới gốc, từ dưới cuống não lên tận vùng đỉnh đầu và đến số lượng miguline để quyết định điều trị. Và câu chuyện tiếp theo là gì, sau khi bệnh nhân mà tiêu sinh huyết rồi hoặc là không tiêu sinh huyết chẳng hạn, thì cái dự phòng huyết khối bệnh nhân miguline như thế nào, cái nguy cơ tại dự phòng tái phát của bệnh nhân miguline có cao hay không, và dự phòng đột quỵ với bệnh nhân có miguline thì có khác gì so với bệnh nhân không có miguline hay không. Thì để cho bắt đầu cái phần dự phòng này, em xin đưa ra một cái nghiên cứu của tổng hợp các bệnh nhân mà có miguline theo dõi sau đó từ năm 1996 đến 2018. Thì tạp chí cái bài báo này được công bố năm 2019. Thì có hơn 7.000 bệnh nhân được đưa vào trong nghiên cứu. Sau đó thì họ đã sàng lọc tất cả những nghiên cứu mà không liên quan mục đích, mục tiêu, không liên quan đến cái nghiên cứu dự phòng, các bài báo về case report hay là những nghiên cứu nhỏ lẻ mà chứng cứ nó không cao, thì họ đúc kết được 38 nghiên cứu mà gồm hơn 7.000 bệnh nhân. Thì anh nhận thấy rằng cái nguy cơ mà đột quỵ tái phát là bệnh nhân có miguline, nguy cơ của bệnh nhân mà suyết não chiếm khoảng 20 bệnh nhân trên 1.000 bệnh nhân một năm, tức là cỡ khoảng 2%, cỡ khoảng 2% một năm với bệnh nhân mà có 5 miguline trở lên. Và với bệnh nhân mà có dưới 5 miguline thì nguy cơ nó cứ khoảng 1,1% là nguy cơ suyết trên bệnh nhân mà có miguline. Ngược lại thì bệnh nhân mà nguy cơ đột quỵ nhồi máu não trên bệnh nhân miguline thì các nhóm như là dưới 5 miguline hoặc trên 5 miguline thì nó không khác nhau quá nhiều. Mà cái họ nhấn mạnh ở đây là gì, cái mà cái liên quan đến nguy cơ chảy máu não đấy, thì họ tìm thấy cái giá trị cut off là 5 thì thấy là trên 5 miguline thì cái nguy cơ chảy máu nó cao hơn so với ở cái nhóm dưới 5 miguline rất nhiều. Hai cái nhóm ấy sự khác biệt tương đối rõ ràng. Và cái nhóm mà bệnh nhân hơn 7.000 bệnh nhân này là những bệnh nhân là vẫn được dự phòng bằng kháng tiểu cầu và chống đông ấy, thì cái nguy cơ suyết nó tương đối cao ở những bệnh nhân trên 5 miguline. Còn nguy cơ về đột quỵ nhồi máu não thì các nhóm nó vẫn tương đương với nhau, nó không khác nhau quá nhiều. Và cái miguline họ lúc nào họ cũng chăn trở, cái họ quan tâm đến là cái nguy cơ chảy máu não và cái tỷ lệ tái phát. Cái nguy cơ mà dẫn đến chảy máu não lúc nào nó nguy cơ cao hơn so với bệnh nhân mà có trong bệnh nhân là nó có miguline.
nguy cơ cao hơn rất nhiều so với những không có microblading, và nguy cơ suy não cũng ảo sẽ cao hơn. Và tiếp cận phòng huyết khối ở bệnh nhân microblading thì em xin phép đưa ra một cái thuật toán tiếp cận mà dự phòng với em có microblading ở đây. Đương nhiên là cái này thì không có nằm trong khuyến cáo của bất kỳ hội nào cả, mà nó vẫn nằm trong các ý kiến chuyên gia. Thì với bệnh nhân mà có microblading liên quan tuổi già thì họ vẫn chỉ định là gì có microblading hay không thì vẫn điều trị chống đông hay là kháng tiểu cầu như bình thường. Nhưng mà thực ra là cái điểm này em muốn thấy có một số bất cập thì sẽ đề cập các bạn sau. Với bệnh nhân mà có đột quỵ não hoặc là tia cộng thêm bệnh nhân có microblading thì mình sẽ cân nhắc cái điểm chát vát với bệnh nhân dung nhĩ và đánh giá các nguy cơ chảy máu não chảy máu của bệnh nhân, ví dụ dùng thang điểm HSPS để đánh giá chẳng hạn, và đánh giá bệnh nhân có microblading hay không. Nếu bệnh nhân có microblading dưới 5 microblading thì có thể dùng dự phòng gần như tối ưu giống như bệnh nhân bình thường, tức là không khác gì bệnh nhân mà có không có microblading cả. Nếu về cái số lượng ở dưới 5, nếu mà số lượng trên 5 thì nếu mà số lượng trên 5 thì được đánh giá là nguy cơ chảy máu não tương đối cao, thì người ta khuyến cáo là nên cố gắng tránh các tiểu cầu. Và nếu bệnh nhân mà có chỉ định rõ ràng về chống đông thì mình sẽ ưu tiên dùng NOAC hoặc là đút điểm nhĩ. Và với bệnh nhân mà có suy huyết não, với bệnh nhân suy huyết não thì phân hai nhóm rõ ràng là nhóm bệnh nhân tổn thương microblading ở vùng sâu hoặc là vùng vỏ. Tại vì sao phân biệt hai cái vùng tương đối khác nhau? Tức là vùng sâu thì thường liên quan đến chuyện tăng huyết áp, thường liên quan đến tăng huyết áp. Mà tăng huyết áp thì cái tổn thương microblading thường sẽ tập trung vào vùng nền đến sáng. Do vậy thì cái số lượng microblading lớn lên nhiều họ vẫn cân nhắc cái chuyện dùng chống đông. Nếu mà có chỉ định dùng chống đông rõ ràng cho indication thì họ vẫn sẽ dùng ưu tiên dùng NOAC hoặc là những các tiểu nhĩ. Và kháng tiểu cầu thì trong trường hợp mà nguy cơ nó cao thì mình sẽ kháng tiểu cầu, nếu không thì sẽ ưu tiên dùng NOAC. Ngược lại trong trường hợp bị tổn thương vùng vỏ vùng chất xám thì họ nghĩ họ vùng vỏ vùng thủy ấy, thì thường họ liên quan họ nghĩ nhiều đến cái tổn thương mạch máu não như ba lưu ý, thì họ sẽ phân ra hai nhóm rõ ràng. Nếu bệnh nhân mà có dưới 5 microblading thì sẽ ưu tiên dùng đối với nhóm mà tổn thương vùng sâu giống như ba lưu ý, tức là nếu mà có chỉ định dùng xuống đông hay dùng tiểu cầu thì họ cũng dùng nếu mà chỉ định rõ ràng. Nhưng mà nếu mà trên 5 microblading thì họ rất cân nhắc, tại vì nếu mà cái nhóm mà vùng vỏ hay các bạn hay gọi là cái bệnh nặng nhất một là cái nguy cơ chảy máu rất cao thì cố gắng hạn chế tối đa cái điều là chống đông từ khi chỉ định nó bắt buộc không thể bỏ được, ví dụ như bệnh lý van tim chẳng hạn hay van tim chẳng hạn bắt buộc mình phải dùng thì rất sức cân nhắc trường hợp đấy. Tuy nhiên thì có một số bệnh cảnh lâm sàng đặc biệt thế là trong cái flow test nó không có, ví dụ như là bệnh nhân có dưới 5 bệnh vô linh mà có thời gian dùng chống đông ngắn chẳng hạn, ví dụ như bệnh nhân nằm tại viện của mình có nguy cơ cũng nó tương đối cao chẳng hạn, có nguy cơ tương đối cao thì mình có dùng chống đông bệnh nhân hay không. Nhưng mà bệnh nhân mà có cái điểm tương đối cao thì nguy cơ cũng mạnh hạn thì mình vẫn sẽ dùng chống đông. Nếu mà nguy cơ chuyển huyết nó thấp hay là mình chấm cái điểm HSPS thì nó thấp thì mình cũng có thể chống đông bệnh nhân. Một số bệnh cảnh bệnh nhân có trên 5 microblading mà cần phải dùng chống đông kéo dài thì mình sẽ ưu tiên là dùng NOAC hoặc là NOAC cho bệnh nhân. Thì cái bệnh cảnh này thường mình sẽ nhắc đến trong một số cái bệnh mà không phải là quỵ não trên 5 microblading của trên 6 năm mà dùng chống đông kéo dài, ví dụ như là bệnh nhân không có đột quỵ não nhưng mà có dung em xin lỗi một chút nhé bệnh nhân có trên 5 microblading này nhưng mà có chỉ định dùng chống đông kéo dài thì mình cũng sẽ ưu tiên là dùng NOAC.
Dạ. WMD như là bệnh nó rất thẳng. Ngoài mắt. Ừ. Ừ. Thì vậy thì kháng tiểu cầu thì mình sẽ dùng đều dùng kháng tiểu cầu như thế nào? Thì dựa trên cái flowchart ở trên đó thì họ vẫn ưu tiên là dùng kháng tiểu cầu đầu thấp. Tại vì aspirin thì vẫn được đưa vào trong khuyến cáo 1A đang dự phòng đột quỵ sau 24 giờ nếu mà không có xuất hiện dạ. Thì kháng tiểu cầu thì qua những cái báo guideline thì họ sẽ ưu tiên là dùng aspirin đơn aspirin liều thấp rồi chứ không ưu tiên dùng kháng tiểu cầu kép, tại vì kháng tiểu cầu kép mình hay dùng cho bệnh nhân minor stroke thì bằng chứng là 2A nó không có giảm, thì bệnh nhân có microbleeding thì mình sẽ ưu tiên dùng đơn liều liều thấp. Và cũng có bài báo mới đây thì so sánh hiệu quả của ciprofloxacin đối đầu với aspirin trong bệnh nhân đột quỵ não mà có nguy cơ chảy máu cao á, thì người ta nhận thấy rằng ciprofloxacin thì nó không mang lợi ích chung, thì nó không rõ ràng lợi ích chung, nó không rõ ràng với các nhóm, nhưng mà trong cái nhóm mà microbleeding như chuyện đấy không có nhìn không, tức là nhóm microbleeding là cái nhóm tức là nhóm mà có từ 2 microbleeding trở lên thì cái nguy cơ mà suy não nó đột quỵ thì nó giảm hơn so với ở nhóm aspirin. Nhưng mà tuy vậy thì cái nghiên cứu này nó chưa đưa vào guideline nên là xin phép thống nhất là vẫn dùng khuyến cáo bây giờ thì vẫn đưa ra là dùng aspirin nhiều đơn liệu là thấp nhất. Đây là số liệu trong nghiên cứu siêu bé đấy đúng không? Picasso. Sao group của Picasso. Thì đưa nhóm nhỏ trong sắc group nhỏ nó sẽ là có giảm nguy cơ microbleeding lên. Và cái nguy cơ mà tiến triển hoặc là phát triển cái microbleeding mới ấy, thì cái nhóm mà đột quỵ não, nhồi máu não lúc nào cái nguy cơ mà cái tiến triển microbleeding nó nào sẽ cao hơn, tại vì do liên quan đến những cái bệnh nền, liên quan đến bệnh nền tăng huyết áp, liên quan đến đái đường, liên quan đến tuổi, thì chúng ta cảm thấy là cái đột quỵ nhồi máu não là nguy cơ mà nó tiến triển microbleeding nó nào sẽ cao hơn. Cái số lượng microbleeding mọc theo hàng năm thì nó nào sẽ tiến triển tăng dần. Và trong cái nghiên cứu ngược lại của Framingham ấy, thì cái nhận thấy là gì? Cái việc điều trị tích cực đột quỵ não của mình nhiều khi cũng làm tiến triển thêm microbleeding. Việc điều trị mà tăng huyết áp tiến triển có thể làm dẫn đến tiến triển của microbleeding ở vùng sâu, nhưng mà kiểm soát tốt cái mỡ máu của mình ấy, thì nhiều khi cũng làm tăng cái tổn thương microbleeding ở vùng vỏ. Đấy là có lẽ là một cái biến chứng có hại của khi mình điều trị statin với bệnh nhân mà có microbleeding vùng vỏ, thì cũng nên cân nhắc cái vùng đấy. Tại vì thường thường về quỵ não thì mình sẽ cho statin với thường quy, nhưng bệnh nhân nào mình sẽ cho statin, nhưng mà với bệnh nhân mà có microbleeding vùng vỏ thì cân nhắc chuyện mà cho statin để có thể tiến triển thêm cái microbleeding vùng vỏ thì làm giảm cái cholesterol ở trong máu. Vì trong bài báo cáo thì em xin tổng kết lại một số ý sau ạ. Một là cái vi chảy máu là những cái tổn thương nhỏ khoảng 2 đến 10mm là cái tổn thương mạn tính, trong đó chứa hemoglobin do các bệnh cảnh mạn tính như tăng quan tăng huyết áp, bệnh mạch máu nhiễm bột hay tuổi già, và không chỉ định chụp MRI thường quy để loại trừ microbleeding trước khi mà tiêu xuất huyết. Và tiêu xuất huyết thì mang lại hậu quả xấu với những nhóm bệnh nhân mà trên 10 microbleeding,
tiêu suy huyết thì mang lại lợi ích. Còn những bệnh nhân mà trên dưới 10 mg và điều trị dự phòng thì với những nhóm bệnh nhân đột quỵ não cấp mà có dưới 5 mg ấy, thì điều trị giống như bệnh nhân mà không có bmg. Và những bệnh nhân mà có trên 5 mg hay là suy huyết não thì cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, và ưu tiên là dễ dùng aspirin liều thấp và đơn trị liệu và NOAC thì được ưu tiên dùng hơn so với các loại khác. Thì quay lại với ca lâm sàng đầu tiên, thì nếu mà bệnh nhân lấy vào bệnh viện tuyến dưới trong 4-5 giờ, tức là nếu mà MRI mà chưa có tổn thương trực le thì có tiêu suy huyết hay không, thì vì với cái phim MRI của bệnh nhân này mình chúng ta nhận thấy là có rất nhiều vi cú đi, thì đếm sơ sơ ở cái vùng hạch đền là trên 10 cái rồi, thì với những bệnh nhân như này thì rõ là không có chỉ định tiêu suy huyết nữa. Còn lên mạch mai, với bệnh nhân có ít 3 điểm thì không có chỉ định dùng tiêu suy huyết và quyết định là dùng aspirin đơn thuần 81 mg và kiểm soát yếu tố nguy cơ như huyết áp và đường máu. Xin cảm ơn ạ. Thì bản chất cái micro fitting là những các cái tổn thương mà giảm tín hiệu hay là chống tín hiệu trên tay hay sao chúng ta cần phải cân với các tổn thương khác. Ví dụ thì chúng ta cắt ra vào mạch máu, bản chất nó giảm tín hiệu là máu trong đấy, nên thì có thể cắt ra vào mạch máu thì cũng là, hoặc là các cái tổn thương ở sâu do bệnh lý tăng huyết áp, rất là các cái phình mạch sắc khô. Đấy, nên cũng là cái cơ chế của các bạn biết để có được tăng huyết áp ở trong phình mạch sắc khô là cái gì nên chưa vỡ thì nó có mắc một số cái trường hợp là các cái tổn thương là hypoxic rồi hay gặp đấy là các cái bệnh bột não, và trong này con cái nó có thể việc bổ sung đấy là các cái loại là carcinom, các micro carcinom, rất nhiều cái carcinom nó phải di truyền trong đó thì cái bệnh cảnh như thế nào. Thế thì khi bị như thế này thì nếu trong từ vừa qua thì chúng ta thống nhất lại là nếu mà trên là người micro kidding ấy thì các bạn không nên tiêu huyết khối, còn nếu tiêu thì nó sẽ nguy cơ chảy máu nó cao. Và lúc đấy nếu tăng mạch lớn thì chúng ta ưu tiên lấy huyết khối vào cho bệnh nhân, còn dưới người micro kidding ấy thì chúng ta được tiêu huyết khối được. Thế thì sau khi tiêu huyết khối thì dự phòng các bạn lưu ý để đối với dự phòng cho những cái bệnh nhân mà có căn nguyên dung gì ấy, thì các bạn sẽ có tham gia cao lắm có chỉ định thì các bạn nên ưu tiên dùng nó hơn là dùng kháng vitamin K. Thì các bạn biết nếu kháng vitamin K thì ngay cái giáo bệnh nhân không có nguy cơ kỹ định thì là nguy cơ chuyển ra rất cao, nguy cơ chảy máu rất cao, thậm chí bệnh nhân chưa đạt liều yên là thậm chí yên là lính nó dùng thì cũng đã bị chảy máu rồi, và chúng ta cũng đã phải đi tiêm chủng nó. Thế còn là bệnh nhân mà nguy cơ cao thấp huyết nó quá cao mà người chảy máu cao kết hợp với nhiều nguy cơ kỹ định thì lúc đây chúng ta có thể xem xét và là biết điều gì để chúng ta điều trị được còn bệnh nhân. Thế còn cái bệnh nhân mà tăng nguyên là do sơ vữa mạch máu thì chúng ta phải sử dụng thuốc phòng chống dị tật phế cầu. Các bạn biết rồi, cũng như là phế cầu thì hiện nay thì đối với nước ngoài châu Âu thì vẫn là aspirin là một thuốc phổ biến, thế còn là thì châu Á và Hàn Quốc cũng Nhật Bản do viện dưỡng thuốc là Sinotarone thì các nước này đã làm cái nghiên cứu, tuy nhiên nó chưa đưa vào trong đài loan, nhưng có vẻ Sinotarone thì các nghiên cứu của các nước Hàn Quốc Nhật Bản thì người ta thấy rằng khi dự phòng những cái bệnh nhân có các hypoxic thì nguy cơ nó chuyển ra chảy máu, biến cố chảy máu não thấp hơn so với các gì, cho nên chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn Sinotarone cho bệnh nhân nếu không được dùng các gì dự phòng. Thì đây là một cái phần nội dung mà bác sĩ Việt đã trình bày. Thêm một cái là tôi muốn nói
và hiện nay các bạn biết cái tỷ lệ chúng ta sử dụng để thao tác yêu cầu kép cũng là rất nhiều. Các bạn biết là ngoại trừ là bệnh nhân tia và bệnh nhân mai hồi chốc thì có một cái nhóm bệnh để các bạn đã là chưa được thì các bạn phải lưu ý, đấy là những cái bệnh nhân đặt stent của đúng đường chảy. Quay khi đặt stent của đúng đường chảy thì chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta nên cũng có một đường trước khi đặt stent của đúng đường chảy, và đặc biệt là cái đường chảy. Thì gần đây các bạn biết có một cái bệnh nhân rất ít có đặt stent của đường hoa mang cái cổ kép làm bị chảy máu não. Chính là một phần chỉ biết thương là một người đấy và thường trông mọi đặc biệt. Thế thì từ đấy mình rút ra cái bài học là khi mà đặt stent từ hôm nay một ngày thì chúng ta phải sử dụng được pháp bằng tiêu cầu kép nó rất tốt là 1,3 tháng mà thậm chí là 12 tháng hoặc là đặt stent trong mạch cảm chúng ta cũng nên dùng từ 1-3 tháng. Thì vậy trong những trường hợp đấy thì chúng ta nên chụp em mà đừng có lý do gì hết, bởi vì chúng ta làm một kỹ thuật tập nó 10.000 đô rồi qua 30 triệu mà không làm quên một em mai có 1 triệu ta để mà chúng ta xem có các cái nghiên cứu kỹ đi hay không chúng ta cần nhé. Như tôi nói bây giờ làm cái gia viên đang là một ông 70 tuổi rồi đúng không? Ông 60 tuổi rồi, nó hiện ra bất bình, chẳng hạn bất bình động mình để trong nó chỉ có 5 mm, và không tụt tâm lai, biết đâu hôm nay ông có 20 cái nghị vụ bí bình chẳng hạn, thì ta không đặt xem đối với ông trả lời ông vẫn sống, chưa biết bao giờ ông biết chứ. Nhưng khi mình chúng ta đặt nó vào rồi, chúng ta được cái bộ phép 12 tháng, thì trong 12 tháng đấy cái nguy cơ sẽ nhóm của các nguy cơ đi tìm đến 20 cái đấy. Thì có khi ta phải vài tháng để ông ra đi. Nên là các bạn phải lưu ý những cái việc đó. Nên là chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng phải nò đồng đến cái lợi đến hạn cho người bệnh. Trước khi chúng ta đưa ra những các cái điều phẩm, đặc biệt là các cái điều phẩm rất cao. Thì là đấy là một cái nội dung mà bác sĩ Việt trình bày cùng với các ý kiến với tôi vừa nói rằng tiếp theo thì mời các bạn có các cái câu hỏi gì thì các bạn có đó mời cô Dung Việt Kiều Pháp về nước. Các bạn biết đến Pháp thì với các em Pháp thì ông rất thích chụp em vai, chụp cái nào là ông cứ đi về em vai ông chụp mình cười nói là bên đấy em đi được. Thì ông thì cái bao tiêu cũng cố lắm, chụp camera nhiều hơn. Là hai bài đã tỉ miệng, từ trung tâm không, nhưng mà trường phái cho ông việc khác là chụp người nhất. Trong trường hợp phát trách, không. Không, 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 được có câu hỏi gì không? Qua học ở bên Tây từ 1 năm hay 2 năm rồi. 500.000 rồi. Nhưng mà 1 năm ra ngôi đại học thì lại toàn đi trong bệnh nhân Covid. Các bạn có hỏi gì không? Có nhau công từ tính CMP này nó rõ không? Và để đếm để cho các bạn học viên cùng đếm số lượng này. Thì hình cái này thì em phải zoom lên luôn. Câu nói chưa này. Bởi vì là các bạn cứ hỏi là nếu khi nào có bạn thì nhập câu nói chưa này. Rồi câu nói. Câu nói chưa này. Câu nói chưa này. Tại vì có cái gì ngôn là gì chẳng? Chẳng. Người ta đúng là
nhiều khi mình phải bắt các bác sĩ điện qua theo ý của mình, thì giờ ông điện qua không có đọc ra đúng số này đâu, và mình đọc ra ngược lại. Cái của không rõ cái bài của Nhật nói đó là mai mình được nghiên cứu trên cái cổ từ một cái năm ba tết la cái máy của mình máy một cái năm như thế này nhá, mình sẽ đếm mirroring thì thường mình sẽ đếm vào vùng thân não trước, tại thân não nhỏ nhất thì mình sẽ đếm đây đây, cái biểu viên này có hai cái này, mạch máu cái này là hay lan tăn nhất này. Đây ví dụ hai cái là phần đau giữa các bạn nhìn này, và chân máu nó là giảm tín hiệu chống ngầm, nên là màu đen nó gọi là tín hiệu. Bây giờ phải thắc mắc là cái này cái sát mà não này, ví dụ là các bạn biết này, cái chỗ nó mạch, chính vì thế nên các bạn phải hiểu được cái khối mạch máu. Khi mà cắt qua mạch máu là cắt ngang qua, mạch máu nó chạy thẳng cái này, cắt ngang qua này thì nó vòng cái này. Còn nếu mạch máu chạy này cắt này người ta gọi là cắt dọc. Vậy tất cả những cái mạch máu mà cắt ngang thì nó mới bị nhầm. Vậy thì các bạn biết đây là mạch máu giữa là nền sỏ, như đây là đi ngang. Các bạn hình dung ạ. Nếu ra đến cái axillit này này thì nó chia nhánh mở hai, thế này đến xuống. Nên nếu có nhầm nó nhầm từ cái đoạn ngoài này ra. Cắt ngang thì nó mạch máu giữa đoạn này mở hai, trên hoặc dưới, trước sau trên dưới, các bạn hình dung ạ. Hoặc nếu cái động mạch ở đây động mạch mình qua kia vẫn đau nữa là nếu có chỗ này thì là động mạch thân nền thì các bạn cứ cắt ngang, các em hình dung ạ. Như vậy động mạch thân nền là nó đi ở cái vùng lưng của cổ não chứ không bao giờ nó bị ở đây, đúng không? Còn dưới này là động mạch cứ sống hai lên, các bạn hình dung ạ. Chứ còn các cái nhánh xiên thì nó bé tí thì không bao giờ là cắt ngang nhánh xiên, không bao giờ là như vậy. Nhầm mạch máu nó sẽ phân biệt nó không khó, nhưng mà khi đi đây ví dụ nhìn con này người ta có thể bị nhầm này, thì nó ở vùng này nó có thể bị như là nó nhưng ở trong sâu này thì gần như là không thấy là hoặc ở đây có thể nhầm cái động mạch nó trước không trước, nếu nó các cái vị trí nó đấy là bây giờ nó các cái vùng mạch nền này thì các bạn biết là hoặc là các cái vùng này hoặc vùng chậm lấy việc chỉ đấy với vùng hành nền vùng chậm là vùng cầu não, đấy là những cái vùng mà nó phân là máu thì mình thì nó cái ý rồi 2 mm thôi, nếu mà nhìn hai lát cắt thì gần như thấy là máu đây quân gì đây hai này đây vùng gõ cái này vùng gõ này thì khả năng đây sẽ là máu đây còn mình lên, nếu mà khó thì sẽ đỡ, không phải là mình lên là không thể chỉnh được áo lớn chứ là trên lát cắt mà có thì đấy không phải những linh nữa. Sát đường vỏ thì nó là những linh về máu này, đây cái này có hai lát cắt liền này, thì đây suy nghĩ về máu này, đây qua lát cắt liền này thì đây suy nghĩ về máu này, còn hai thì đừng có chỉ về phẫu nữa, thì đến thì nó sẽ đến từ vùng thân não trước rồi sau nó bé thân não bé tí á, thân não nó sẽ đến đây là một này, đây là hai này, sau đó thì đến lên là vùng tiểu não 3, 4 này, 5 này, sau đó mới đến lên vùng vì chán, vì sợ, vì thái dương, vì huyệt, vì chậm, còn lại có thể đến từ các cắt một, đến từ các cắt một, và nó cũng phải có khó lắm, bởi vì anh thường thì họ sẽ đến với từ các cắt một qua vùng thân não tiểu não, sau đó vùng đại não phía trên để cắt từ các cắt một. Nếu mà trên 5 hoặc là trên 10 thì cũng định điều trị rồi, nó cũng phải đến quá nhiều, những trường hợp này nó nhiều nhãn nhảm thế này thì chẳng đến nữa, số lượng nó quá nhiều. Nhưng mà 5 đấy thì có lẽ là đến 1-2 năm thì nó dễ hơn nhiều, nó sẽ có đến bệnh nhân mà có mấy chục nghìn quyết định thì coi đến là họ chỉ có đọc ở trên 5 hoặc là đến trên 5 hoặc trên 10 thôi. Thì quét vùng tiền não, thân não, sau đó thì cắt từng lát một từ vùng đại não lên, hoặc là đóng từ vùng 1 thì nó không bị bỏ sót. Còn đây là cái vùng phân vùng giải phẫu, đây là phân vùng giải phẫu để từng cái nhóm, từng vị trí một. Phân vùng để anh em đỡ bị quên, không bị quên mà không bị bỏ sót. Thì cái này cũng giống như là khi mình chụp đọc tổng từ của bệnh nhân đột quỵ não cấp bình thường thôi,
thì mình cũng phải đọc theo từng cái vùng vị trí giải phẫu này. Thì mình cũng nên đọc cũng thế, cũng chẳng khác gì cả. Cũng khác gì mà. Cũng khác gì khi mình đọc cái tổn thương của nó lại không chỉ tổn thương. Không. Việt Nam. Ôi em luôn hết, chẳng trả lời được cái gì đâu. Các bạn có câu hỏi gì hả? Thực ra các bạn báo cáo là cái cách mà các bạn tự tin để thành cơ thể được. Thế mà em có cả năm mới báo cáo một bài lúc ra. Đây là đám đông thì nó có hai từ là 15 người rồi con. Luôn là ông điện thoại là 100 người sai không? Hoặc là nếu mà các bạn mà báo cáo theo live stream thì lúc đấy không nói câu gì ra mà không thể rút lại được. Đây là vậy cái cách tập luyện. Đây đang tìm cái ảnh hiện xưa. Đã ra mà có cái ca rất là nó yêu môi và yêu bụng ném. Toàn yêu môi cái gì người số 5. Đã là gì không? Cái trong trường hợp may là sốc ở kia mà bây giờ micro đi quá nhiều thì một con số cắt học nào là hoặc là những cái ưu tiên hay ba nên là tức là gì ở đấy tức là một cái minor shock, tức là minor shock mà là tức là ý là họ hỏi là trong trường hợp là nhiều mi cố định đúng không, và minor shock thì dự phòng kháng tiểu cầu như thế nào? Thì kháng tiểu cầu thì vẫn khuyến cáo là khuyến cáo 1A thôi, bắt buộc mình phải dùng rồi, nhưng mà ngược lại mình hay dùng cái kháng tiểu cầu kép trong trường hợp đấy thì khuyến cáo 1-2A thôi, tương lai nó không phải là bắt buộc lắm thì thường nó sẽ ưu tiên trong đấy là kháng tiểu cầu đơn, aspirin đơn thôi. Sigurosterone thì chưa đưa vào cái line. Hiện nay là cái sigurosterone của châu Á là chưa được đi ra ngoài line ở châu Âu hoặc Hoa Kỳ. Bởi vì mình cũng không thể theo khuyến cáo của người ta được. Kể cả các cái thuốc khác thế thôi. Nó chả có cái khuyến cáo nào là cho sigurosterone cộng với clopidogrel hay là tuy nhiên là sau giáp tuy nhiên là thành lâm sàng những cái ta khó chúng ta đưa theo ý kiến ra và biết. Nhưng mà cái câu hỏi mà họ hay hơn là nếu mà bệnh nhân mà có mi vinh nhiều vỏ, tức là thường nghĩ nhiều về amyloid vỏ thì mình có cho statin thì không? Thì statin nó sẽ gây tiến triển, nó hạ cholesterol là tăng tiến triển mi vinh của vỏ. Thực ra cái chủ đề đấy thì hiện nay vẫn chưa rõ, các bạn biết là từ rất nhiều năm nay người ta sợ cái statin nó làm tăng nguy cơ chảy máu, chính vì thế và tất cả bệnh nhân chảy máu não á thì khuyến cáo không statin đột quỵ, không hạ cholesterol, không hạ cholesterol xuống dưới mức bình thường. Đối với nhồi máu não thì các bạn biết rồi, đây là bệnh lý của xương và mạch máu. Quá trình cho statin ấy thì sẽ cho cái LDL xuống dưới 1.8, giống như trong các bệnh lý bệnh vẩn. Nếu mà cái nhồi máu não do cơ chế xương và mạch thì chúng ta sẽ giảm cái LDL xuống thấp như vậy. Còn đối với chảy máu não hiện nay ấy, thì một số nghiên cứu đấy là vì statin tích cực quá thì làm tăng nguy cơ để nó tái phát. Nên chính vì thế thì đối với chảy máu não thì nếu bệnh nhân mà có mỡ máu bình thường thì chúng ta dùng statin, nếu có tăng mỡ máu thì chúng ta có thể xem xét dùng đưa về mức bình thường, chứ không được đưa xuống thấp. Thế còn lại trong cái microcreatinine này thì hiện nay thì nó cũng là mới các nghiên cứu đưa ra không có trong bài ba. Nên chúng ta biết là thêm thông tin. Cái còn lại tất cả những cái microvitin, các bạn biết rồi, tất cả những cái microvitin mà ở vị trí sâu, ví dụ hành nền, vùng thân não, những nguy cơ chảy máu bao giờ thấp hơn các microvitin ở vùng các tùy não hoặc vùng bỏ. Thì đấy là cái mà những
Các bạn có câu hỏi gì không? Vâng, đúng. Tôi đang làm đoán kể báo cáo về này, nhưng mà mình cũng là khi COVID hay gặp ở những trường nào. Khi COVID thường ngày xưa người ta có thể chia ra vào nhóm là những cái gói nhỏ. Sau đấy thì như Việt nói đã nhấn mạnh, trong khi COVID ở trong những anh chẳng lão khi không phải là do bệnh cao huyết áp hay là amyloid đâu, đấy là những COVID khi mà người ta nghiên cứu bệnh nhân chẳng lão thì người ta thấy rằng là cái nguy cơ lên để trong những là thường liên quan tới một là mạch máu do đau huyết, hai là do amyloid. Thế chính vì vậy nên là hai nguyên nhân mà Việt đang nói đến đấy là amyloid hay là đau não. Thế thì chúng ta hiểu rằng là tại sao lại liên quan đến đó nhỏ để chúng ta lý giải là tại sao những bệnh nhân có nguy cơ bleeding nó lại tăng ngoài cái việc mà tăng nguy cơ chảy máu não ra thì đó là tăng tổng nguy cơ của máu não. Vì vậy mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ bleeding hay là có microbleeding thì làm tăng đến 1,5 bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân có microbleeding thì tăng đến 1,5 nguy cơ nhồi máu não và tăng lên 4 lần với nguy cơ suất huyết nếu mà chúng ta sử dụng thuốc kháng huyết ối của kháng nhiệt cầu kháng đông. Thế như vậy các bạn hình dung ra là như thế. Thứ hai các bạn việc nhấn mạnh rằng là không phải đến 2019 người ta mới khuyến cáo là ATPA ở bệnh nhân microbleeding, cái đấy là không đúng. 2016 người ta đã đưa ra rằng là khuyến cáo 2A với bệnh nhân là có microbleeding thì vẫn được điều trị. Chưa dẫn biết người ta 2A, người ta không quan tâm đến là 10 microbleeding hay dưới 10 microbleeding. Tuy nhiên đến năm 2019, 2018 và 2019 người ta mới bắt đầu liên quan đến số lượng. Gồm có nếu có microbleeding từ 1 đến 10 thì là khuyến cáo 2A. Nghĩa là giữ nguyên giống đấy là 2016. Và từ nếu mà trên 10 thì khuyến cáo 2B. Khuyến cáo 2B là khuyến cáo 2B, nghĩa là lúc đấy mình sẽ cân nhắc tới lợi ích và nguy cơ. Chứ không phải là ba là nghĩa là không phải chống trị tuyệt đối, hơn chống trị tuyệt đối. Nên mình cũng phải hình dung ra như thế để cho trong trường hợp các bạn như này, trong trường hợp các bạn là dùng thuốc tiêu sợi huyết, kêu bạn dùng CT, bạn dùng CT đầu tiên để dùng tiêu sợi huyết. Hôm sáng ngày hôm sau các bạn chỉ cùng từ các bạn ngã lửa ra là ô, sao có nhiều microbleeding như thế này? Thì cũng phải nhấn mạnh rằng là nó không phải chống trị tuyệt đối. Và vì là nếu mà dưới 10 microbleeding thì khuyến cáo 2A, là trên 10 microbleeding là khuyến cáo 2B. Còn nếu mình áp theo khuyến cáo 2016 ấy, thì là khuyến cáo 2A luôn, nên là không quan tâm đến số lượng microbleeding. Chỉ trừ trường hợp như thầy cô nói là mình đã có điều kiện, mình chụp cộng, mình đã nghi ngờ bệnh nhân này có microbleeding hoặc là tiền sử microbleeding, mình chụp cộng từ thì lúc đấy mình phải đến tận cân là cái này trên được microbleeding nguy cơ cao như thế, điểm mix nó thấp như thế này, nguy cơ nguy cơ tiến triển nặng lên nó không nhiều, hoặc là bệnh nhân đấy có tắc mạch lớn, chúng ta sẽ ưu tiên là lấy huyết khối đơn thuần chứ không phải kết hợp nữa. Thì đấy là nói đến cái chuyện mà liên quan đến huyết khối. Nên vì vậy các bạn hãy yên tâm đến chuyện là thường có nghĩa chúng ta phải dùng tổn từ hết để loại trừ microbleeding, không có chuyện đấy. Và chuyện thứ hai nữa là dự phòng liên quan đến điều trị cấp của ATP ở trên chuyện dự phòng thì chúng ta chia ra trường hợp đấy là nếu mà bệnh nhân đấy không có nguy cơ huyết khối tự tin thì chúng ta dự phòng như thế nào. Thì thường những câu hỏi của họ thì các bạn thấy là khuyến cáo 2019 bây giờ đã thấy rằng là nếu mà bệnh nhân có may là sốt ATP thì dùng kháng thể kép trong 21 ngày. Thế câu hỏi đặt ra là thế nếu bệnh nhân với may là sốt ATP đấy mà có microbleeding chúng ta có áp dụng cái tiêu chuẩn hay không, thì chúng ta không có phân tích tới nhóm của nhóm đấy, nên chúng ta không có bằng chứng để chúng ta nói rằng là chúng ta có sử dụng hay không sử dụng. Như thầy cô nói đấy là mình vẫn lựa cái kinh nghiệm lâm sàng của mình thôi để mình quyết định là bệnh nhân có sử dụng hay không sử dụng. Ví dụ như này, nếu bệnh nhân đấy mà hẹp rồi bạch nội sọ hay rồi sọ nguy cơ xuất huyết tái nguy cơ tiến triển nhiều não tiến triển hoặc là tái phát nó cao mà microbleeding chỉ có một microbleeding thôi thì sẵn sàng mình sử dụng kháng thể kép. Nhưng nếu bệnh nhân đấy nó chẳng có bằng chứng gì của hẹp nội sọ ngoại sọ cả, trên này bệnh nhân đấy có nguy cơ mạch máu bệnh nhân nó lỏng như tăng nát đáy đường mà lại có nhiều microbleeding thì không ai nhiên là lựa chọn kháng thể kép ở đấy cả. Thì đấy là kinh nghiệm, lúc đấy cần kinh nghiệm lâm sàng của từng người. Cái thứ hai nữa là Sinostalone thì đúng là không được, vẫn chưa được đưa vào khuyến cáo của thế giới. Tuy nhiên qua các nghiên cứu như CTSF2, CTSF1, CTSF2 của Nhật Bản ấy, thì thấy rằng là Sinostalone nó có giảm tỷ lệ tai biến tái phát tương đương với aspirin, đồng thời nó giảm nguy cơ suất huyết
đấy là cái lý do mà đấy là lý do là mình đang không khuyến cáo, mình có thể lựa chọn những trường hợp mà sử xếp trong những trường hợp mà có mình nghi ngờ có thể xảy ra để mình tạo cái chứng. Còn trường hợp thứ ba nữa là nếu bệnh nhân đấy dự phòng, nếu bệnh nhân đấy có dung nhĩ mà phải sử dụng kháng đông thì như là đúng như tôi nói chúng ta nên tư kiến lo áp. Lo áp thì các bạn thấy là bằng chứng lo áp rõ ràng nhất bây giờ đấy là phân tích dưới nhóm của nghiên cứu Lapidus ASOS là nghiên cứu mà sử dụng Vigorox bằng 15 mg thì đấy là bằng chứng rất rõ khi mà chúng ta sử phân tích dưới nhóm của có hơn 2.000 bệnh nhân, chỉ như mà chỉ có 399 bệnh nhân có microbleeding thôi thì thấy rằng là cái Vigorox bằng 15 mg nó hiệu quả và nó không làm tăng nguy cơ xuất chuyển huyết có triệu chứng có những thống kê so với sử dụng aspirin thôi. Đấy là các bạn hình dung ra chuyện như thế và chúng ta nên ưu tiên sử dụng loa. Loa ở đây gồm nó chung gồm có cả siroctal, cùng có cả rivaroxaban, cùng cả vinacam, abiraterone và hạn chế tránh sử dụng thói quen ga của thói quen ga được đưa ra hàng năm. Và các bạn nên nhớ là tất cả khuyến cáo của phòng thứ hai người ta nói rằng là microbin đơn thuần không phải là yếu tố để các bạn không sử dụng đâu. Các bạn sẽ phải phối hợp chatmat, các bạn phối hợp hashmat cộng với microbreeding để chúng ta nói lại ngay cả cái biểu đồ của bạn Việt nói đấy là năm microbreeding có kháng sử lại kháng đông hay là không sử kháng đông thì nó có bị tranh cãi rất là nhiều, có nơi là 5, có nơi là 10, có nơi là 6 và nó chưa được vào cái này nên là mọi người cũng để ý chuyện đấy. Thế là nếu phải nói phòng thì nên sử dụng loại.